Chào mừng quý cô bác và anh chị đến với chương trình tử vi hàng tháng của 12 con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát. Lời đầu tiên xin kính chúc quý vị luôn gặp nhiều vạn sự may mắn, vạn sự hanh thông trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Quý vị thân mến, tính cách đặc trưng của những người tuổi Tuất là cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Giáp Tuất 1994 đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, dù là bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Bước sang tháng 8 âm lịch được quý nhân giúp đỡ, đưa đường chỉ lối, cho nên trong thời điểm này, tuổi Giáp Tuất sẽ được nâng đỡ, che chở rất nhiều, công việc hanh thông, thuận lợi, làm gì cũng được suôn sẻ, may mắn. Con đường tài lộc trong tháng này luôn rộng mở với gia chủ. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để nắm được vận trình tài lộc của mình trong tháng 8 âm lịch. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Giáp Tuất sinh năm 1994 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Tính cách của người tuổi Giáp Tuất mệnh Sơn đầu hỏa khá nhu hòa và lương thiện. Họ là người biết thông cảm và thấu hiểu cho người khác, cũng rất nhiệt tình với bạn bè. Chỉ cần bạn bè gặp khó khăn là họ sẵn sàng đưa tay cứu giúp. Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt mình vào vị trí của người khác nên suy nghĩ nên Tuy nhiên, con giáp này luôn đặt vị trí của mình vào người khác để suy nghĩ, nên họ không có những hành động sỗ sàng mà thường cân nhắc để tìm thời cơ thích hợp nhất, dùng phương thức hài hòa nhất để đưa ra sự hỗ trợ cho đối phương. Con giáp cực kỳ trung thành, thông minh và giỏi chịu đựng. Hầu hết những người tuổi Giáp Tuất đều nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu thích, nhưng bản chất những người này lại khá nóng nảy và cứng đầu mà họ cần tiết chế để tăng tiến trong sự nghiệp. Những người tuổi Giáp Tuất làm bất cứ điều gì cũng đều đạt được những thành tựu nhất định. Những người tuổi Tuất sinh năm 1994 đang tìm việc làm thì tháng này không phải thời điểm thuận lợi. Bạn có thể gặp phải một số công ty lừa đảo hoặc là không uy tín, vừa lãng phí thời gian vừa hao tài tốn của nên cần cẩn thận trong vấn đề này. Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn có thể nhờ người thân trong gia đình hoặc bạn bè đáng tin cậy để giúp đỡ. Những bạn vẫn đang học lên cao, nếu không ngừng cố gắng, tập trung phấn đấu, bạn sẽ đạt được thành tích xuất sắc trong việc học, đồng thời có cơ hội được thực tập, làm việc để rèn luyện bản thân trong môi trường tốt. Trên phương diện tình cảm, một số cặp đôi có thể sẽ phải chia tay trong thời gian này. Nếu cảm thấy mối quan hệ này không có tương lai thì hãy để mọi chuyện lại phía sau lưng và đừng quá vướng bận. Càng dây dưa, níu kéo thì sẽ càng chỉ khiến hai người thêm đau khổ, càng ảnh hưởng đến tương lai của cả hai. Phương diện tài chính của bản mệnh cũng đương đầu với không ít khó khăn do công việc không ổn định, thu nhập thấp nhưng chi phí sinh hoạt rất cao nên rất dễ, nên dẫn đến tình trạng eo hẹp đủ bề. Xét về thiên can, giáp xương mộc gặp kỳ âm thổ nên gọi là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong tháng này cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. Làm việc với cấp trên cần khôn khéo, tránh bị áp chế sắp đặt, ảnh hưởng đến công việc. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận, tử vi tháng nhận thấy đây có thể coi là một tháng khá nhiều thách thức và cả áp lực đối với người Giáp Tuất khi vận trình của bạn lao đao bất ổn, có nhiều thăng trầm bất định. Trong công việc, tháng 8 năm 2022 âm lịch này không được như lý tưởng, như mong muốn của bản mệnh. Ở thời điểm mọi thứ khá bấp bênh như vậy, đòi hỏi gia chủ phải thật vững tâm và kiên trì thì mới có thể vượt qua mọi sóng gió. Dù bạn là người có tính cách mềm dẻo, có tham vọng và chí tiến thủ, lại ẩn giấu sự quyết đoán và kiên cường, nhưng khó tránh khỏi vận xấu, kế hoạch đặt ra đi chệch hướng, kết quả vượt ra ngoài dự tính của bạn. Tháng này điểm báo tử vi còn cho thấy nội bộ nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị. Các mối quan hệ nơi làm việc dễ bị vì tài nguyên nhân nhỏ mà trở nên bất hòa, sự căng thẳng kéo dài gây bất lợi cho việc tiến hành công việc chung. Hành sự trong tháng cần lấy ổn định làm trọng, suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra quyết định, tránh nóng nảy, kẻo lại hỏng sự. Đặc biệt, bạn nên tôn trọng các lộ trình sẵn có, tránh sáng tạo hay mạo hiểm vượt ngoài khuôn phép bởi sự phá cách không phù hợp vào giai đoạn bất ổn này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của Phong Thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ tuổi Giáp Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Theo dõi tử vi tháng 8 năm 2022 âm lịch, tuổi Giáp Tuất về mặt tài lộc công việc bất ổn nên tài lộc của bản mệnh tiêu hao cũng là chuyện dễ hiểu.
Nhìn chung vận trình tài lộc của người Giáp Tuất thời gian này không được tốt cho lắm, rơi vào cảnh chi nhiều hơn thu. Tháng này không thích hợp để đầu tư lớn vì rất dễ thua lỗ, cần đề phòng cảnh giác tránh thất lạc do lơ là, mất tập trung. Thậm chí bạn có thể vướng rắc rối từ trên trời rơi xuống khiến tiền của thất thoát, tiền mất tật mang. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Sức khỏe của người tuổi Giáp Tuất trong tháng này giảm sút khá nhiều. Bạn có những dấu hiệu như thường xuyên mệt mỏi, uể oải, làm việc khó tập trung, chất lượng giấc ngủ cũng bị ảnh hưởng, có thể bị sụt cân. Nguyên nhân chủ yếu do áp lực về tinh thần, bạn lại suốt ngày bận rộn với công việc, hầu như không có thời gian chăm lo sức khỏe của bản thân. Vì thế mà sức đề kháng cũng dần giảm sút, tinh thần ngày càng ức chế. Bạn nên chia sẻ những vấn đề đè nén trong lòng với người bạn tin tưởng để sớm được giải tỏa tâm lý. Đặc biệt cần chú ý nghỉ ngơi điều độ, cân bằng thời gian làm việc và ngủ nghỉ, hạn chế thức khuya làm việc, rất hại sức khỏe thì các triệu chứng khó chịu sẽ sớm biến mất. Các gia chủ tuổi Giáp Tuất hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Giáp Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 8 âm lịch, chuyện tình cảm của người Giáp Tuất không hề dễ dàng, khiến con giáp này phải tốn khá nhiều thời gian và công sức để xử lý. Có lẽ công việc đã chiếm hết tâm trí của bạn, lại thêm cộng nhiều vấn đề cuộc sống làm kìm hãm tinh thần của bản thân. Chỉ cần một chút mâu thuẫn cũng đã khiến suy nghĩ của bạn đi vào ngõ cụt. Các cặp đôi thường xuyên xung đột, nổi giận, cãi vã, liên miên, làm mọi thành viên trong gia đình đều bị ảnh hưởng tâm lý. Nếu bản mệnh không bình tĩnh và tình yêu không đủ sâu đậm, thì e rằng đã đổ vỡ là điều khó tránh. Nguyên nhân của người độc thân không phải là có những cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu. Thậm chí sau nhiều lần thất bại trong chuyện tình cảm, bạn dần có tâm lý ngại yêu và thu hẹp vào thế giới của riêng mình, càng khiến cơ hội gặp gỡ với đối tượng khác giới ít đi. Lúc này tốt hơn hết, bạn nên tập trung cho sự nghiệp, còn chuyện tình cảm cứ để nó diễn ra theo cách tự nhiên, đừng cố gượng ép làm gì. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, ngày 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức 27 tháng 8 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm là đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn, tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão, hình dậu, hại tuất và tý tuyệt dần. Đối với những người tuổi Giáp Tuất trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 8 năm 2022, tức 31 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thìn, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 8 năm 2022, tức 12 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch ngày 29 tháng 8 năm 2022, tức 24 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Đây là 3 ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tuất. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Giáp Tuất trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 4 tháng 8 năm 2022, tức 30 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Mão, có nạp âm là Đại Khê Thủy. Ngày âm lịch ngày 16 tháng 8 năm 2022, tức 11 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hòa. Ngày âm lịch ngày 28 tháng 8 năm 2022, tức 23 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ. Đây là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi,
Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu. Họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về tử vi của tuổi Sắp Tuất 1994 trong tháng 8 âm lịch. Hy vọng thông qua những kiến thức này sẽ giúp quý vị có những hành trang vững chắc để bước vào tháng 8 âm lịch với nhiều thành công và may mắn. Cuộc sống đôi khi có những khó khăn là để thách thức chúng ta lớn lên. Vậy nên quý vị đừng quá bi quan vào cuộc sống mà hãy vững bước tiến lên, hoàn thành sứ mệnh của mình nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên đăng ký kênh là người đầu tiên nhận được những kiến thức bổ ích này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.